Tai nghe này thì cũng đã được kiểm chứng về chất lượng âm thanh rồi, không có giải thưởng treo đến 1 tỷ cho các bạn để đến kiểm chứng đâu. Xin chào mọi vị, hiện tại mình đang có mặt tại một trong những cửa hàng, đó là Sound Center. Và tất nhiên thì các bạn sẽ nhận thấy là trong cái tên này thể hiện được cái mục đích của cửa hàng này là gì. Tuy nhiên thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là chúng ta sẽ không chỉ có tại Hồ Chí Minh nơi mà mình đang có mặt, mà sẽ có các cửa hàng tại Hà Nội. Tuy nhiên thì câu hỏi đặt ra ở đây là Sound Center là một cửa hàng như thế nào, khác biệt ở đâu? Vậy vậy thì mình đã nhờ đến là một trong những bạn kinh doanh bán hàng, bạn tên là Trung đúng không? Vâng, bạn Trung, và hôm nay thì Trung có thể chia sẻ mình một chút là tại sao có cửa hàng này không Trung? Dạ, hiện nay cửa hàng đang có gì để hỗ trợ cho các bạn sinh sống chúng ta để xây trải nghiệm các dòng sản phẩm như điện thoại, đồng hồ, tai nghe, chúng ta trải nghiệm trực tiếp được phục vụ cho khách hàng tốt hơn. Ok, như vậy đây là cửa hàng dành cho bạn là fan Samsung này. Các bạn mà trước khi mua xưa nay có những vấn đề là đến các cửa hàng bán lẻ thì có phải sản phẩm nào được trải nghiệm? Hiện tại bên em sẽ có những dòng đồng hồ quán số classic để giúp mình thể trải nghiệm, mình có thể đeo thử trên tay luôn. Ok, có thể đeo trực tiếp trên tay để thử. Ngoài ra sẽ có một số ứng dụng như là bạn theo dõi sức khỏe này, nào mình thể test thử hoặc là đo nồng độ oxy trong máu, giúp cho mình thể cải thiện sức khỏe của mình được chăm sóc, để mình được tốt hơn. Bây giờ anh đến đây anh đeo vào, tao nghĩ rất là được. Dạ được. Nó sẽ có một số bài tập thử nghiệm tại đây luôn. Dạ, rồi. Ngoài ra thì dòng kế bên là dòng classic cần cung cấp các hãng USB. Con này hỗ trợ chip smartphone gần rất là ngon. Con này bây giờ vẫn còn bán không? Dạ vâng, bên này còn không bán. Ngoài đây là những dòng cao cấp khác, bên em có Snap S7, S7 Plus. Tất cả màn hình tương đối lớn mà đến 12.4 thôi. Đây, cũng là S7 thì các bạn trải nghiệm tại đây luôn. Và bên này chúng ta sẽ có Tab S7 SE. Một chiếc máy tính bảng vẫn sẽ nhấn mạnh vào việc là có chữ S Pen. Đây, bạn nào muốn viết, vẽ và cũng như là thực hiện nhiều sáng tác công việc của mình hơn. Quay tab A7 Lite này. Còn bên này? Bên này cái phiên bản của dòng A. Ngoài ra thì đặc biệt chính là dòng sản phẩm S21 SE Transition 5G đã mắc cho bên em. Nó được lấy theo xu hướng của dòng y tế của S21 Series, giờ cho mình rất là đẹp, là cao cấp, phục vụ được ngoài nhiều hơn. Trong video thì mình đã nói về sản phẩm này rồi, thì các bạn nếu mà muốn biết thực tế và những điểm mặt trước của nó tạo cho mọi người cảm giác nhỏ gọn, vì màn hình nó rất là mỏng, các bạn có thể đến trực tiếp để xem hay là thiết kế của nó cầm nắm trên tay nó như thế nào, bởi vì đấy là một cái mà liên quan đến cảm xúc của mọi người. Và cái màu sắc ở đây thì cũng có cái màu rất đẹp là xanh tối lịm. Bên này thì có dòng Galaxy A12, đây màu tím đấy, A12 là màu xanh, và bên này cũng là màu xanh là A52 và A52. Và chúng ta sẽ đi xem sang bên này thì các bạn thấy là ở đây là tập trung các dòng flagship, dễ dàng nhận ra như chúng ta có Galaxy Z Fold 3 5G, có S Pen Pro, tại vì S Pen này là dành riêng cho Z Fold 3 thì mới sử dụng được. Và đây các bạn sẽ có cả dòng Galaxy S21 Series, S21 Plus. Video này thì đang quay bằng S21 Ultra 5G của chính bạn Trung luôn. Thì đây thì mọi người sẽ có S21 Ultra màu đen. Đó. Đế sạc này là các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn chỉ cần để cái này trên bàn, nó sẽ bao gồm là sạc cái watch của các bạn này, sạc điện thoại, sạc tai nghe, để hết một mặt phẳng này thôi. Có phiên bản nhỏ gọn hơn thì nó sẽ như thế này. Đấy. Cái này công suất khác nhau nghe. Dạ, công suất có sẽ khác nhau ạ. Nhưng mà hỗ trợ sạc không dây có thể lên tới 15W. Nhưng mà hai cái này cũng là khác nhau về công suất không phải là y hệt. Như là có hỗ trợ cho mình ấy, đồng hồ, điện thoại rồi tai nghe. Đây ba thiết bị. Dạ đúng rồi. Đây là hai, là đồng hồ với lại máy của mình. Một trong hai. Cái này hình thể cái này nhiều hơn. Đây là cái này chỉ một thôi này. Đó, sạc không dây của Samsung, tai nghe Galaxy Buds Pro. Bên này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tất cả đều bị đeo. Nhưng mà như con như Buds Lite này thì sẽ không như vậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hiện tại nếu mình mua sản phẩm S21 SE bên em thì sẽ tặng cho mình Galaxy Buds Lite. Rồi thì các bạn thấy là không gian cửa hàng rất là rộng, còn nhiều chỗ rồi sau này xuất hiện thêm các sản phẩm Samsung khác. Tuy nhiên thì ngoài cái việc trải nghiệm ra thì có cái điểm đặc biệt gì nữa liên quan đến dịch vụ cho các bạn Sapa không? Dạ có ạ. Ngoài những việc mà trải nghiệm cho sản phẩm được tốt hơn, bên em cũng có nhận chăm sóc khách hàng được tốt hơn. Ngoài ra mình khi mình thấy tới đây mình sẽ thấy những mô hình gì cũng có những sản phẩm hàng như Samsung Care đó. Ngoài ra thì sau này bên em sẽ dẫn những hình ảnh chung thực. Ok, đó thì hy vọng là mọi người đã những ai mà dùng Samsung, yêu thích Samsung, chuẩn bị thích, sắp thích và sẽ thích thì sẽ có một không gian để ta trải nghiệm và có thể giao lưu với nhau sau này video offline sản phẩm mới chẳng hạn. Và hẹn gặp lại bạn ở các video sau. Bye bye. Sin, hey, survive, sin, hey, survive, sin, hey, survive, sin, hey, survive, sin, hey, survive.